Nơi đây là đâu vậy? Nguy rồi, lên bãi đâu? Cô nương, có thấy lệnh bài của tôi không? Cô nương, chết rồi. Tôi Ngọc Môn Quan. Lúc đó tôi thấy Đỗ Tư Quân uống rất say, vừa vào đến phòng thì ngãy, vừa đánh vừa chửi Phiên Hồng cô nương, sau đó còn đuổi tôi ra khỏi phòng. Bởi vì ngài ấy là tướng quân nên chúng tôi không dám lên tiếng. Nhưng không ngờ ngài ấy lại ở đây. Không còn chuyện của cô, cô ra ngoài đi. Tiện nữ cáo lui. Nhất Hổ, bây giờ bằng chứng đành rành, con có gì giải thích? Đại ca, huynh mau nói cho Nguyên Soái biết huynh không có làm đi. Nói đi Nhất Hổ, nếu không sẽ bị xử trảm đó. Thật ra tối qua con đã uống rất nhiều rượu, sau đó thì con không nhớ gì hết. Muội đã khuyên huynh đừng uống rượu mà. Nếu huynh nghe lời muội thì đâu có xảy ra chuyện này. Lão gia, tuy sau khi Nhất Hổ say rượu hồ đồ làm sai, nhưng y đã vì đại đường lập không ít công lao hạng mã. Lê Quê Tô Gan xin lão gia hãy xử nhẹ. Cha, Nhất Hổ đã phục tòng tiết gia ta nhiều năm, Đinh Sang cũng khẩn xin cha rộng lòng tha thứ, tha tội chết cho Nhất Hổ. Mất lệnh bài đã là tội nặng, cộng thêm nó là tướng lĩnh đại đường, biết pháp phạm pháp, giết người vô tội, tôi càng thêm nặng. Nguyên Soái, đại ca của con không giết người đâu. Con nghĩ lần này có người giá họa cho huynh ấy. Nguyên Soái, xin ngài xét xử anh minh. Nguy rồi. Nhất Hổ chết chắc. Tên nhiều chuyện bác dương gia đã biết được chuyện của Nhất Hổ, còn kinh động đến hoàng thượng. Hoàng thượng đã hạ chỉ, trong 2 ngày không thể chứng minh Nhất Hổ trong sạch thì lập tức xử trảm. Bác dương gia, tiểu nhân bị ổi. Dĩ nhiên ta không mong Nhất Hổ có chuyện, nhưng chuyện đến nước này sao ta có thể thiên vị. Nguyên Soái, lão gia, không cần nói nhiều. Nếu trong 2 ngày không thể chứng minh Nhất Hổ vô tội, ta đành phải xét xử công bằng. Người đâu? Dạ, Nguyên Soái. Giam Nhất Hổ lại. Dạ. Đại ca, Nguyên Soái, đại ca, Nhất Hổ. Sao lại như vậy? Sao đại ca lại đi kỷ diện chứ? Huynh ấy không giết người đâu. Con và Nhất Hổ quen biết nhiều năm, y không phải hạ người này, nhưng tất cả bằng chứng đều bất lợi đối với y. Chúng ta còn thời hạn 2 ngày, nhất định phải cố gắng điều tra, có lẽ sẽ tìm ra manh mối. Tỷ nói đúng, muội không thể trơ mắt đứng nhìn đại ca bị trảm quan. Mau ra đây gặp tôi. Tôi đứa đó là Tiểu Lan không có ở đây mà. Có ở đâu, bà nói mau. Trời ơi, buông tay ra đi. Đậu Tiểu Quân làm tôi đau á. Tiếp đâu à, huynh tìm được cổ rồi. Mấy người muốn gì? Đại ca tôi không thù không oán với cô, tại sao lại vu oan cho huynh ấy? Tôi không có. Thật ra ai ra lệnh cho cô? Nói mau, nếu không tôi đánh cô đó. Tiến đồng, lúc nãy không giải quyết được vấn đề, mùi bình tĩnh từ từ hỏi rõ cổ đi. Cổ nói láo đó, chắc chắn là có người suối bảo cổ. Nếu thật sự có người suối bảo thì càng phải biết người đó là ai, hỏi rõ mục đích thật sự của y là gì. Cô đã thấy tình hình bây giờ, nếu cô còn không nói thật, chúng tôi không thể giúp cô. Những gì tôi nói đã kể hết cho Tiết Nguyên Soái nghe rồi, tôi không có nói láo đâu, cái gì tin tôi đi. Cô còn ngoan cố hả? Tiến đồng, cổ nói láo đó. Hai người này không đánh không khai đâu. Nè mấy người đủ rồi nha. Đừng có ý là người có thiết gia thì tùy tiện làm càn nha. Nếu còn như vậy tôi sẽ kiện lên Tiết Nguyên Soái đó. Tôi cho bà kiện lên tới hoàng thượng luôn. Tiến đồng, coi ra bây giờ không thể hỏi được gì, về nhà suy nghĩ tìm cách khác. Phải đó Tiến đồng, chắc chắn sẽ có cách cứu Nhất Hổ. Thôi mình về đi. Về. Yên tâm đi Tiến đồng à, chúng ta còn thời gian, chắc chắn có thể tìm ra manh mối. Phải đó, cha và Lỗ Quốc Công đang nghĩ cách cứu Nhất Hổ. Huynh đệ muội là người nhà của Tiết gia mà, mọi người sẽ không để Nhất Hổ có chuyện đâu. Dĩ nhiên là huynh ấy không sao rồi, huynh ấy bị oan ức mà. Sao lại có chuyện chứ? Phải, miệng lưỡi của huynh ấy không tốt lắm, hơi ích kỷ một chút. Nhưng mà tại sao huynh ấy lại giết người chứ? Thường ngày ra sa trường giết giặc thì có. Huynh có biết không, trước đây khi chúng tôi làm sơn tặc, chưa bao giờ giết một ai. Huynh ấy nói chúng tôi làm sơn tặc lấy tiền không lấy mạng, còn nói nếu tùy tiện giết người phải xuống địa ngục. Tôi nhớ có một lần huynh ấy đánh tên tham quan một cái, nào ngờ tên tham quan ngất xỉu không tỉnh lại. Đại ca sợ đến xanh mặt,
Thử hỏi một người như vậy, sao lại giết chết một người phụ nữ tay không tấc sắt? Đúng, huynh ấy say rượu, nhưng huynh ấy không làm chuyện này đâu. Huynh ấy hứa sẽ lo cho muội suốt đời suốt kiếp. Huynh ấy là đại ca duy nhất của muội. Huynh ấy không thể có chuyện được, huynh ấy sẽ không sao đâu. Tiên Đồ, yên tâm đi, Nhất Hổ sẽ không sao đâu. Sao hả, sao hả? Có tìm được manh mối có thể cứu Nhất Hổ không? Hầu như tụi con đã tra hỏi khắp Ngọc Môn Quan những người từng gặp Nhất Hổ, còn đến Di Hồng Viện nhưng không có manh mối. Cha và Lỗ Quốc Công cũng bôn ba vì chuyện này, đáng tiếc không có manh mối gì. Bây giờ mấy người cũng không có tin, vậy thì Nhất Hổ... Thưa ngài, Lỗ Quốc Công có rất nhiều sáng kiến, chẳng lẽ ngay cả ngài ấy cũng không có cách? Trình đại ca đã đi Trường An, hy vọng có thể thuyết phục hoàng thượng quả ngày xử trảm. Lỗ Quốc Công rất khéo ăn nói, chắc chắn có thể thuyết phục hoàng thượng. Yên tâm đi Tiên Đồng, theo ta thấy lần này chắc không thể thuyết phục. Sao vậy nguyên soái? Vì bác Dương gia sẽ lên tiếng ngăn cản. Lần này hoàng thượng biết chuyện này mau như vậy, nghe nói là do thám tử của bác Dương gia trà trộn ở Ngọc Môn Quan báo cáo. Xưa nay bác Dương gia đố kỵ quân Tiết gia chúng ta, tuần này chắc chắn ổng không dễ dàng bỏ qua. Chẳng lẽ lần này Nhất Hổ không thể vượt qua kiếp này sao? Lê Quê, Linh Sáng, nàng không ngủ được à? Thiếp thấy Tiên Đồng không có ăn cơm tối, thiếp sợ một mình có suy nghĩ lung tung nên đến đây coi cổ. Ta cũng vậy, coi cổ thế nào? Tiên Đồng à, Lê Quê đây. Tiên Đồng, Tiên Đồng, huynh là Linh Sáng đây, muội có ở đây không? Đậu tướng quân cũng tốt lắm, bữa ăn cuối cùng có gà có rượu cũng phong phú lắm. Tướng quân, hai người làm cái gì vậy? Nam nhân đại trượng phu đổ máu không rơi lệ mà. Còn nữa nè, sau khi ta ra đi, hai người phải hiệp trợ nguyên soái bảo vệ đại đường biết không? Đại tướng, dạ, tướng quân. Tại sao phải cướp ngục? Muội có biết làm vậy là liên lụy đến muội không? Muội biết, muội cũng không muốn, nhưng muội không thể đứng nhìn đại ca chết. Nhưng còn một ngày mà, tại sao muội lại nóng nảy quá? Chuyện lần này rõ ràng có người bày mưu hãm hại, chỉ còn lại một ngày, muội không thể mạo hiểm nữa. Tuy muội không tìm được bằng chứng, nhưng muội tin đại ca muội vô tội. Sau này hai người sẽ làm gì? Trời đất bao la, tỷ đừng sợ chúng tôi không có nơi dung thân. Cùng lắm là về Kỳ Bằng Sơn. Nhớ kỹ, sau này mọi chuyện phải cẩn thận. Hai người cũng vậy, nếu đã trở thành phu thê thì đừng cãi nhau nữa, phải thương yêu nhau. Muội muội à, đừng nói được, nếu không quan binh đuổi tới thì phiền lắm. Hai người giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt. Đi. Thật tình ta không biết lần này ta làm vậy là đúng hay sai. Tóm lại bây giờ họ an toàn là thiếp an tâm. Chuyện này chỉ có chàng biết thiếp biết. Đây là bí mật của chúng ta.